Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, năm 2016 được đánh dấu là năm ngành thuế có những bước tiến vượt bậc khi quyết liệt triển khai nghị quyết 19 của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính thuế. Đó là những ghi nhận chỉ số nộp thuế tăng bậc trong bảng xếp hạng Doing Business, chỉ tiêu thu thuế đạt mức ấn tượng. Ngành thuế đã có những tiêu chí về quản lý rủi ro rõ ràng, minh bạch, hay việc giảm nhiều loại thuế như thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và vừa, thuế xuất nhập khẩu cũng là những điểm sáng được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Còn khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho biết, có trên 70% người nộp thuế được hỏi đã cho biết sự hài lòng về kết quả cải cách của cơ quan thuế trong những năm qua. Những tính toán từ các tổ chức quốc tế cho thấy, việc cắt giảm số giờ nộp thuế đã giúp chi phí cho doanh nghiệp và xã hội hơn 7.000 tỷ đồng mỗi năm. Những con số này cũng phần nào thể hiện được những nỗ lực mà ngành thuế đã và đang làm được. Vì vậy, trong không khí chào đón năm mới năm 2017, chuyên đề Tài chính thuế tuần này xin dành thời lượng để điểm lại 10 điểm nổi bật nhất trong bức tranh ngành thuế trong năm qua, giúp quý vị có góc nhìn tổng quan và chân thực. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo Tổng cục Thuế, toàn hệ thống thuế đã thực hiện thu ngân sách 11 tháng, ước đạt 753.437 tỷ đồng, bằng 93,1% dự đoán năm 2016 và bằng 107,2% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó có 11 trên 16 khoản thu, sắc thuế đạt khá như khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 99,5%, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 92,3%, thuế thu nhập cá nhân đạt 95,8%. Mặc dù trong cái năm 2016 này có rất nhiều khó khăn, kinh tế cũng chưa thực sự là khởi sắc và cũng gặp rất nhiều khó khăn, rồi thì những cái bất ổn về thiên tai vân vân, rồi là thuế thu nhập doanh nghiệp giảm từ 22% xuống 20%, nhưng số thu thì đến bây giờ đã là trên 93% và khả năng tôi nghĩ là sẽ hoàn thành được nhiệm vụ thu ngân sách rất là nặng nề trong năm 2016 này. Theo Tổng cục Thuế, hầu hết các địa phương trên cả nước đều có tăng trưởng thu 59 trên 63 địa phương so với cùng kỳ năm 2015. Nếu không kể tiền sử dụng đất, có 58 trên 63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2015. Chỉ số nộp thuế của Việt Nam được ghi nhận tăng 11 bậc so với năm trước, hay 96% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử là những con số nổi bật cho thấy những thay đổi mạnh mẽ trong thủ tục hành chính thuế. Giờ đây, cơ quan thuế không còn coi doanh nghiệp như đối tượng bị quản lý, mà đang từng bước coi doanh nghiệp như đối tượng được phục vụ, cùng song hành thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Thực hiện chỉ đạo từ Chính phủ, Bộ Tài chính, năm vừa qua, ngành thuế đã tạo nên những đột phá về cải cách thủ tục hành chính thuế, không còn cảnh chen chúc xếp hàng mới nộp được tờ khai thuế tại bộ phận một cửa của toàn ngành thuế. Số giờ nộp thuế đã giảm xuống còn 110 giờ một năm. Thủ tục hành chính thuế ngày càng đơn giản hơn, minh bạch hơn, đã giảm bớt thời gian cũng như chi phí cho doanh nghiệp. Có thể nói là ngành thuế là cái ngành tiên phong trong việc thực hiện chính phủ điện tử. Và phải nói là ngành thuế đã tiên phong trong việc vươn tới các cái chuẩn quốc tế. Hiện nay thì tôi được biết là đến 97% thì các cái doanh nghiệp đã kê khai thuế qua mạng. Và cũng phần lớn các doanh nghiệp đã thực hiện nộp thuế qua mạng. Và tôi nghĩ là ngành thuế đang có những cái bước đi khá vững chắc để thực hiện được các cái mục tiêu đề ra trong nghị quyết 19 và trong cái chương trình hiện đại hóa cái ngành thuế ở Việt Nam. Và tôi tin rằng những cái kinh nghiệm của ngành thuế trong cái việc thực hiện cải cách hành chính và trong thực hiện chính phủ điện tử sẽ cần làm kinh nghiệm có thể phổ biến trong các cái lĩnh vực quản lý khác. Những nỗ lực của ngành thuế trong năm vừa qua đã được nhóm nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới World Bank ghi nhận trong báo cáo Doing Business, khi mà chỉ số nộp thuế của Việt Nam được ghi nhận tăng 11 bậc so với năm trước. Cụ thể, thuế thu nhập doanh nghiệp giảm còn 132 giờ, thuế đóng góp an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội giảm còn 189 giờ, thuế giá trị gia tăng giảm còn 219 giờ. Sự tăng hạng này nó phản ánh một cách rất đúng với lại những cái nỗ lực mà chính phủ và các cơ quan Việt Nam như là Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và những các cơ quan thuế ở tỉnh và địa phương đang thực hiện hiện nay, đó là giảm bớt được những cái thủ tục về thuế. Và cái cảm nhận này nó đã được thể hiện ngay lập tức bởi cộng đồng doanh nghiệp cũng như là nó được cảm nhận bởi những cái chuyên gia đánh giá của Ngân hàng Thế giới. Không cần đến cơ quan thuế, không cần kê khai giấy,
chỉ cần thực hiện kê khai thuế điện tử qua mạng Internet. Đổi mới này đã đưa cải cách thủ tục hành chính thuế ngày càng phù hợp hơn với thông lệ quốc tế và đã ngang bằng mức bình quân với các nước trong nhóm ASEAN 4. Tính đến 16 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2016, công tác triển khai thuế điện tử đã đạt được những con số ấn tượng. Số tiền nộp thuế điện tử trong tháng 12 trên 28.977 tỷ đồng, tương đương 74,85%. Tổng số doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử thành công tại cơ quan thuế đến ngày 23 tháng 12 năm 2016, 552.846, tương đương 96,84%. Tổng số doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử thành công tại Ngân hàng Thương mại đến ngày 23 tháng 12 năm 2016, 545.206, đạt tỷ lệ 95,50%. Tổng số tiền nộp thuế điện tử từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến nay trên 459.688 tỷ đồng. Theo các doanh nghiệp, giờ đây cơ quan thuế không còn coi doanh nghiệp như đối tượng bị quản lý, mà đang từng bước coi doanh nghiệp như đối tượng được phục vụ cùng song hành thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Theo tôi là quan điểm về phía doanh nghiệp thì cơ quan thuế nên tin vào phía doanh nghiệp. Tất nhiên là trong hàng trăm nghìn doanh nghiệp ở Việt Nam thì cũng có những doanh nghiệp lậu thuế, trốn thuế và bỏ trốn. Nhưng đấy chỉ là con sâu. Và tôi hy vọng là doanh nghiệp chính là động lực để phát triển kinh tế nên cơ quan thuế cần phải tin vào doanh nghiệp. Ở trong những năm gần đây thì cái việc mà khai thuế điện tử rồi là thông quan hàng hóa nhập khẩu online, tức là mình khai trước qua mạng, truyền qua mạng ấy, là cắt giảm được phải đến 50% cái thời gian của nhân viên xuất nhập khẩu và nhân viên kế toán để đi lên đi xếp hàng và đi lại. Trong năm nay, đi đôi với việc hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật thuế, ngành thuế đã tập trung các giải pháp đẩy mạnh cải cách ở tất cả các thủ tục hành chính thuế như đăng ký, kê khai, nộp hoàn thuế điện tử, miễn thuế, giảm thuế, thanh tra kiểm tra thuế. Tất cả đều được nghiên cứu, sửa đổi phù hợp theo hướng xóa bỏ các thủ tục rườm rà, gây tốn kém về thời gian, tiền bạc của người nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nộp thuế tự giác thực hiện tốt các quy định của pháp luật thuế, tiết kiệm được chi phí về nguồn lực trong quản lý của cơ quan thuế. Với mục tiêu trở thành quốc gia khởi nghiệp, Bộ Tài chính có rất nhiều thay đổi trong cơ chế chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt là chính sách thuế. Theo đó, Bộ Tài chính áp dụng giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa từ 20% như hiện nay xuống còn 17% trong vòng 4 năm, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Không chỉ doanh nghiệp nhỏ và vừa, một điểm khá mới được đưa ra tại dự thảo nghị quyết lần này là ưu đãi tương tự dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp, có nghĩa cộng đồng doanh nghiệp cũng được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 17% trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020. Thì vừa qua Bộ Tài chính đã trình ra Chính phủ và cái phiên họp mới nhất đây ngày 3 tháng 10 và thảo luận vào ngày 4 thì Chính phủ đã thảo luận cái nội dung nghị quyết này. Và trong đó thì cái doanh nghiệp khởi nghiệp ở đây chúng tôi nói là doanh nghiệp khởi nghiệp theo cái nghĩa mà doanh nghiệp startup ấy, thì hiện nay là trong cái đề nghị chính thức cái nghị quyết này của Bộ Tài chính trình lên Chính phủ thì cũng đề nghị là giao cho Bộ Công nghệ để nghiên cứu cái việc này. Thế còn ở đây cái doanh nghiệp này có phải đúng cái nghiệp khởi nghiệp không thì cái này sau này là Chính phủ sẽ hướng dẫn. Còn trong nghị quyết thì chỉ nói rằng là đối với doanh nghiệp khởi nghiệp này thì được ưu đãi là giảm thuế, là giảm cái mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. Động thái này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp bởi với mức thuế được giảm thêm 3% sẽ giúp doanh nghiệp khởi nghiệp tiết kiệm chi phí, chuyển dòng vốn sang phục vụ công tác đầu tư, giảm chi phí trả lãi tiền vay, từ đó giảm giá thành, chi phí sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp mà nhỏ và vừa mà đang trên đà khởi nghiệp, các bạn ý, các doanh nghiệp khởi nghiệp thậm chí là phải rất cố gắng không chỉ những đổi mới về công nghệ, không chỉ phát triển về các cái sản phẩm đặc trưng đặc thù mà lại còn phải cần đến những chi phí thấp. Chi phí thấp thì đương nhiên cái sự giảm về thuế là những cái mà cực kỳ là tốt để thúc đẩy cho các doanh nghiệp có một cái giá, có một cái giá trị, một cái nguồn giá trị để cạnh tranh hết sức lành mạnh với lại thị trường. Với cộng đồng doanh nghiệp đang yếu cả về vốn lẫn nhân sự
thì chính sách giảm thuế này được nhiều doanh nghiệp mong đợi và kỳ vọng. Tuy nhiên, việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp khởi nghiệp không phải là cây đũa thần giúp các doanh nghiệp thoát khỏi tình cảnh bấp bênh, khó khăn lúc khởi đầu, nhưng lại là giải pháp tạo động lực, niềm tin cho doanh nghiệp, đồng thời cũng chính là giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu. Ngày 21 tháng 7, Tổng cục Thuế đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận, gọi tắt là BEPS. Thực chất, việc thành lập Ban chỉ đạo BEPS là nhằm chống trốn thuế và chuyển lợi nhuận ra nước ngoài. Chống kiểm soát chuyển giá, mà mọi người thường gọi là chống chuyển giá. Thì bản chất thì mình nói chính xác là kiểm soát chuyển giá, bởi vì là nếu như chuyển giá mà thực hiện đúng đầy đủ các quy định của pháp luật thì không phải là vi phạm pháp luật. Vì tôi quyết định giá như nào là quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp. Chỉ có điều là khi tôi mà có cái giá giao dịch của các bên có quan hệ liên kết thì tôi phải kê khai và thực hiện tính thuế theo quy định pháp luật. Còn nếu tôi không làm như thế thì mới là vi phạm, hoặc tôi dùng các thủ đoạn để tôi tránh những chỗ đó để tôi nhằm mục đích trốn thuế thì mới là vi phạm pháp luật. Và bởi vậy cho nên đặt vấn đề ra ở đây là mình kiểm soát chuyển giá. Thì có cái hành vi ấy tôi kiểm soát được để anh thực hiện đúng quy định của pháp luật. Thì vấn đề ở đây là chúng ta phải là hợp tác liên kết với lại các cái cơ quan thuế của cái nơi mà họ đặt cái trụ sở, và phải có cái hiệp định hợp tác rõ ràng thì bên cơ quan thuế kia nó mới để cho biết rằng là thế thì cái công ty mẹ nó nộp thuế như thế nào, và cái đóng góp của cái công ty con ở Việt Nam này là đóng góp là bao nhiêu. Trên cơ sở đó chúng ta mới có thể làm rõ hơn. Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ so sánh cái giá thế giới về cái đầu vào đấy, thì giá thế giới bình quân của nó là bằng tiền này, tại sao giá thế giới của anh là công ty mẹ của anh nó lại cao như thế, thì lúc này chúng ta có thể là thu hồi các cái khoản đó. Tổng cục Thuế coi việc tham gia thực hiện chương trình BEPS là một bước tiến quan trọng đối với quá trình hội nhập quốc tế của ngành thuế, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách và hiện đại hóa hệ thống thuế giai đoạn 2016-2020 theo hướng ngày càng phù hợp với các hệ thống tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời nâng cao vị thế vai trò của Việt Nam trên các diễn đàn thuế quốc tế. Để tiếp tục thực hiện nghị quyết số 19 của Chính phủ và chiến lược cải cách hệ thống thuế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng ngành thuế minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính và đổi mới, cơ quan thuế đã chính thức ban hành bộ tiêu chí đánh giá sự tuân thủ pháp luật của người nộp thuế, phân thành 3 nhóm mức độ tuân thủ của doanh nghiệp tuân thủ pháp luật thuế tốt, trung bình và ở mức độ thấp. Đây là lần đầu tiên quy định về quản lý rủi ro trong ngành thuế với các tiêu chí được công bố để cơ quan thực thi lẫn doanh nghiệp biết và tuân thủ. Chúng tôi nghĩ là việc Tổng cục Thuế đưa ra cái bộ chỉ tiêu đánh giá cái tính tuân thủ tốt và phân loại từ tốt, trung bình đến thấp của doanh nghiệp là một cái bước trong cái quá trình hiện đại hóa cái công tác quản lý thuế của doanh nghiệp, để là làm sao ra giúp cho cái việc quản lý thuế của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp mà trở nên là chính xác hơn này, gọn gàng hơn này, minh bạch hơn này, và doanh nghiệp cũng giúp cho doanh nghiệp chủ động hơn trong vấn đề biết được là vị trí tuân thủ của mình là như thế nào. Và chúng tôi hy vọng là qua cái bộ chỉ tiêu đánh giá như thế này, sau khi được tiếp thu ý kiến của các cái cộng đồng doanh nghiệp thì sẽ thực sự là phát huy tác dụng, bởi vì họ qua đấy thì doanh nghiệp họ sẽ ngày càng hướng tới một cái tính tuân thủ cao hơn. Trong cái quản lý nhà nước, tức là quản lý tập trung vào rủi ro, nhưng chỗ nào mà có nguy cơ vi phạm pháp luật thuế thì cần phải có cách thức quản lý riêng, chứ không áp dụng chung như cách trước đây là kể cả những doanh nghiệp làm ăn rất là nghiêm túc, rất là đàng hoàng thì cũng chịu những gánh nặng kiểm tra, kiểm soát như những doanh nghiệp mà có nguy cơ vi phạm lớn, thì nó điều này không công bằng. Điều tra của Visa những năm trước đây thì cho những cái dấu hiệu tương đối đáng lo ngại là những doanh nghiệp càng lớn thì bị mà càng nghiêm túc thì có thể bị thanh tra kiểm tra lại càng cao. Thì đấy là tạo nên cái động lực nó không lành mạnh cho sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam. Quản lý rủi ro là doanh nghiệp nếu mà được xếp vào doanh nghiệp chấp hành pháp luật sẽ được hưởng rất nhiều ưu đãi. Theo mình thấy là rất hợp lý, vì như thế thì sẽ phân loại được doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp, những doanh nghiệp mà có ý thức, có mong muốn chấp hành pháp luật sẽ được hưởng ưu đãi tốt hơn. Vì thế sẽ nâng cao cái ý thức của doanh nghiệp và nâng cao cái khả năng cạnh tranh của những doanh nghiệp mà có ý thức chấp hành pháp luật tốt. Bảng phân loại về tuân thủ là một trong 3 tiêu chí để cơ quan thuế xếp hạng doanh nghiệp về mức độ rủi ro, làm cơ sở áp dụng các biện pháp quản lý về thuế.
Điều đó có nghĩa, dựa trên xếp hạng mức độ rủi ro, gồm 6 hạng từ rủi ro thấp nhất đến rủi ro cao nhất, cơ quan thuế sẽ thực hiện các biện pháp quản lý với doanh nghiệp. Liên quan đến các sắc thuế, trong năm 2016 cũng đã có những thay đổi lớn như luật thuế xuất nhập khẩu số 107 với việc bổ sung thêm 13 đối tượng được miễn thuế, hay luật thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô đã có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 giảm mạnh thuế với những dòng xe dung tích nhỏ và tăng thuế đối với những dòng xe dung tích lớn. Mời quý vị khán giả cùng tiếp tục theo dõi. Trước yêu cầu hội nhập mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới, ngày 6 tháng 4 năm 2016, Quốc hội đã thông qua luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sửa đổi, thay thế luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2005. Cụ thể 4 điểm thay đổi lớn, đổi mới về cách tính thuế, quy định loại thuế xuất, bổ sung nhiều trường hợp miễn thuế, cụ thể như nguyên liệu, vật tư sản xuất xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, nguyên liệu, vật tư, linh kiện cho sản xuất của dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư, nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu chế tạo, hàng hóa có giá trị tối thiểu hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới mức tối thiểu, hàng hóa không nhằm mục đích thương mại, nguyên liệu, vật tư, linh kiện cho sản xuất của dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư. Thực tế triển khai luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu với nhiều điểm mới tiến bộ và phù hợp với yêu cầu của bối cảnh hội nhập kinh tế đã được cộng đồng doanh nghiệp đón nhận tích cực và đánh giá cao. Chúng tôi là một doanh nghiệp khoa công nghệ thì hiện nay chúng tôi được thực hiện theo luật công nghệ cao và những cái sản phẩm của chúng tôi làm ra thì được miễn thuế là về thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời là chúng tôi có thể được miễn thuế nhập khẩu đối với cả một số và có thể là cả miễn thuế VAT đầu vào. Cái việc đấy thì đồng thời là chúng tôi cũng phải trình diện hoặc là chúng tôi phải có những cái công văn gửi cục thuế. Nhưng mà theo tôi là cái sự phối hợp hiện nay giữa cơ quan thuế với cả những cái doanh nghiệp hoặc là những cái cơ quan quản lý nhà nước về có những cái miễn giảm hoặc là cho doanh nghiệp thì theo chúng tôi là rất là tốt, và doanh nghiệp mà được miễn thuế thì cơ quan thuế là rất là ưu đãi và hỗ trợ để chúng tôi có thể được tối đa giảm những cái phần đóng góp theo luật. Xuất khẩu thì có cần phải những cái điều kiện gì? Thì đây tôi cũng nêu là có cần phải đáp ứng hai điều kiện. Thứ nhất là cơ sở nhà sản xuất hàng xuất khẩu thì phải đáp ứng hai điều kiện. Nhất là phải có thông báo về cơ sở sản xuất kinh doanh cho cơ quan hải quan. Bởi vì cái yêu cầu này là để đảm bảo là cái nhà sản xuất phải có năng lực thực sự, và thứ hai là có cái sự đầu tư nghiêm túc đối với cả việc sản xuất hàng xuất khẩu. Và thứ hai nữa, cái điều kiện đặt ra là phải có thông báo cụ thể về cái số hợp đồng sản xuất xuất khẩu để làm căn cứ cho cơ quan hải quan giải quyết thủ tục miễn thuế. Luật thuế xuất nhập khẩu 2016 được đánh giá mang lại những hiệu ứng tích cực thúc đẩy kinh tế phát triển với nhiều điểm đột phá như bổ sung quy định về thuế chống bán phá giá, áp dụng thuế xuất khẩu đối với trường hợp có hàng hóa xuất khẩu sang nước có thỏa thuận ưu đãi về thuế xuất khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam, đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho hoạt động nộp thuế. Theo khoản 4 mục 1 biểu thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại điều 7 của luật thuế tiêu thụ đặc biệt được Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình và được Quốc hội khóa 10 thông qua, từ ngày 1 tháng 7, mức thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô đã có nhiều thay đổi. Thuế tiêu thụ đặc biệt với dòng xe dung tích nhỏ sẽ giảm mạnh nhưng sẽ tăng thêm đối với dòng xe dung tích lớn. Cụ thể, thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ 9 chỗ trở xuống, dung tích xi lanh từ 1.500 cm3 1.5 trở xuống giảm từ mức 45% hiện hành xuống 40% từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 và giảm xuống còn 35% từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Đặc biệt, với những dòng xe dung tích xi lanh từ 2.5 đến 3.0, thuế tiêu thụ đặc biệt tăng từ mức 50% hiện hành lên 55% từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 và tăng lên 60% từ 1 tháng 1 năm 2018. Khi có cái quyết định về thay đổi cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt, thay đổi cái mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dòng xe dung tích nhỏ là giảm và tăng đối với dòng xe dung tích từ 2.5 trở lên, thì đứng trên cái quan điểm cá nhân cũng như là cái quan điểm của một người đã làm cái công việc kinh doanh xe ô tô từ nhiều năm qua, thì bản thân tôi thấy rằng cái việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dòng xe dung tích nhỏ nó sẽ làm cho kích cầu
tức là sẽ làm cho người dân sẽ có cái cơ hội để sở hữu xe ô tô nhiều hơn, lớn hơn. Và tất nhiên là khi tăng cái mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dòng xe trên 2.5 trở lên thì nó cũng sẽ làm cho cái giá xe nó tăng lên, đặc biệt là những cái dòng xe dung tích lớn, ví dụ như cái dòng xe dung tích từ 4.0 trở lên thì cái mức thuế tiêu thụ tăng rất nhiều, rất cao. Nhìn chung ấy thì đối với một quốc gia, cái chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm mục đích là để định hướng tiêu dùng trong xã hội, đồng thời nó sẽ đảm bảo cái nguồn thu ổn định của ngân sách nhà nước một cách hợp lý đối với những một số loại mặt hàng cụ thể. Như chúng ta nhận thấy là trong thời gian sắp tới thì khi mà chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt mới có hiệu lực thì nó sẽ góp phần tác động vào giá xe của các dòng xe dung tích nhỏ. Khi đó thì mức giá xe hợp lý hơn và người dân sẽ có nhiều cơ hội hơn để tiếp cận và sở hữu các dòng xe thuộc phân khúc này. Tuy nhiên thì việc liệu là cái giấc mơ mua xe giá rẻ có thành hiện thực hay không thì tôi nghĩ là ở thời điểm hiện tại chúng ta cũng chưa thể đưa ra được một nhận định chính xác, vì là ngoài thuế tiêu thụ đặc biệt thì còn rất nhiều yếu tố khác nó cấu thành nên giá của một chiếc xe. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải chờ xem là trong thời gian sắp tới thì sẽ có những chính sách thuế mới nào được ban hành hay không. Việc thay đổi các mức thuế tiêu thụ đặc biệt này cũng chưa hẳn làm yên lòng giới kinh doanh ô tô tại Việt Nam, bởi trong thời gian tới đây sẽ có khá nhiều thay đổi nữa liên quan đến các loại thuế suất dành cho các dòng sản phẩm ô tô nhập khẩu từ ASEAN theo cam kết AFTA, các hiệp ước thương mại song phương giữa Việt Nam và khối EU-Nga. Theo quyết định số 1209 QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015, Tổng cục Thuế áp dụng thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế cho một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Thời gian thực hiện thí điểm từ tháng 6 năm 2015 đến hết tháng 12 năm 2016. Thực hiện thí điểm hóa đơn giá trị gia tăng điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế có nhiều điểm ưu việt so với các hóa đơn giấy trước đây, kể cả hóa đơn tự in, đặt in. Hóa đơn điện tử được đánh giá là giải pháp có tính khả thi cao trong việc ngăn chặn tình trạng in, phát hành, mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Đồng thời đây cũng là giải pháp cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Tôi thấy rất là mừng. Thật ra hóa đơn điện tử thì là một cái văn minh của xã hội thôi. Thì khi mà các cơ quan thuế mà chấp nhận cái hóa đơn điện tử thì đồng nghĩa với cái việc giảm thiểu số giờ quyết toán, số giờ quản lý, và đồng thời cũng làm cho doanh nghiệp cảm thấy là dễ chịu. Khi mà chúng ta xuất hóa đơn chúng ta phải đỡ, chúng ta sẽ giảm được rất nhiều nhân viên kế toán về in hóa đơn xong cập nhật chứng từ, thì hiện nay là cơ quan thuế đã, người ta đã có cái thông tin. Rút ngắn phải được trước 10 thì bây giờ chỉ còn 1 thôi. Thời gian nó rất là tiện. Làm xong rồi như vậy cần đẩy qua cái token, còn hệ thống đấy đẩy cho cục thuế là coi cục thuế có thời gian người ta kiểm tra trên mạng luôn. Cùng chữ nghĩa to thì cũng phải dở tan rồi chứ nó sang quắc. Thì có cái sai thì người ta điều chỉnh hoặc là người ta phản hồi lại ngay. Chúng ta muốn làm một cái gì đó thì chúng ta phải có tiền. Ở đây đương nhiên chính phủ đã thực ra thực hiện rất nhiều các chính sách, mà trong đó đặc biệt liên quan đến lĩnh vực tài chính cũng đã tạo điều kiện để làm sao mà chúng ta áp dụng chính phủ điện tử vào, để tất cả các giao dịch liên quan là chúng ta thông qua mạng điện tử hết. Nhưng có điều chúng ta biết rằng là chúng ta muốn như vậy và chúng ta chỉ định để làm như vậy, nhưng mà nó là liên quan đến điều kiện của từng doanh nghiệp, điều kiện môi trường của từng đơn vị. Mới đây, thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ký quyết định 2660 QĐ-BTC gia hạn việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến khi có các quyết định mới. Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, đến ngày 25 tháng 10, toàn ngành thuế đã duyệt chi 94.073 tỷ đồng tiền hoàn thuế, bằng 96% dự toán hoàn thuế năm 2016. Cùng nhìn lại bước đường để đạt được con số ấn tượng này, ngày 29 tháng 6 năm 2016, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 99 về việc hướng dẫn quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng. Nhưng thực ra cái này, con số thì chúng ta phải hiểu bản chất của con số. Con số 94.000 tỷ mà dự kiến hoàn này không phải là chỉ tiêu tôi phải hoàn bằng đấy, mà là dự kiến nguồn ngân sách để giải quyết hoàn thuế trên cơ sở quy định của pháp luật và các hoạt động kinh tế, thì dự kiến số hoàn như thế. Còn thực tế hoàn như thế nào là phụ thuộc theo quy định của pháp luật, các cái doanh nghiệp đề nghị hoàn thuế có đúng đối tượng được xét hoàn hay không, có đầy đủ hồ sơ thủ tục hay không. Cho nên điều quan trọng ấy là ngành thuế phải giải quyết đúng luật, kịp thời về thời gian, thậm chí là giải quyết nhanh hơn cả thời gian
chậm nhất theo quy định pháp luật, tức là thời gian tối thiểu phải thời gian quy định bằng này nhưng tôi có thể giải quyết sớm hơn, ví dụ như vậy. Thì trên thực tế thì tôi thấy rằng là cơ bản là về mặt thời gian là ngành thuế đã giải quyết đúng thời gian theo quy định của pháp luật. Thế rồi tất nhiên là cũng không thể tránh khỏi những trường hợp cụ thể mà cái việc giải quyết nó cũng chưa thực sự là thuận lợi, chẳng hạn như là có những trường hợp thì do cán bộ sợ trách nhiệm là mình làm mà sai sót thì dẫn đến thất thoát ngân sách nhà nước, thì trách nhiệm cá nhân mình là phải chịu trách nhiệm cá nhân cho cái việc là hoàn sai dẫn đến thất thoát ngân sách, cho nên có khi là cẩn thận quá, cho nên xem xét nó kỹ lưỡng quá chẳng hạn, thì có thể là đôi khi làm cho cái doanh nghiệp người ta phải giải trình nhiều, thì đôi khi có thể doanh nghiệp cảm thấy cũng không thoải mái. Nhưng mà chúng ta cũng phải chia sẻ ở đây trách nhiệm cán bộ thuế không những phải giải quyết hoàn thuế nhanh chóng để đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp, nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo giải quyết đúng luật mà ngăn ngừa những trường hợp gian lận hoàn thuế. Vì chúng ta cũng biết là trên thực tế là trong những năm vừa qua, kể cả ngành thuế cũng như là cơ quan công an đã khui ra rất nhiều trường hợp gian lận qua hoàn thuế. Bởi vậy cho nên rõ ràng là ở đây mình phải chia sẻ với ngành thuế là phải cân bằng hai cái yêu cầu đấy. Thì cho nên tôi nghĩ rằng là với cái việc mà xét một cái tổng thể thì công tác giải quyết hoàn thuế sẽ tăng của ngành thuế trong năm 2016 là tốt. Một điểm đáng lưu ý, đối tượng hoàn thuế giá trị gia tăng trong năm nay cũng có nhiều thay đổi. Như vậy, việc sửa đổi quy định về hoàn thuế cũng sẽ góp phần ngăn chặn tình trạng trốn thuế, lợi dụng hoàn thuế đối với những doanh nghiệp lâu nay làm ăn bất chính. Về vấn đề hoàn thuế giá trị tăng thì chúng tôi cũng đánh giá là năm nay Tổng cục Thuế cũng có những chỉ đạo rất là quyết liệt và ráo riết. Và trong thực tế thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ hoàn thuế đó cũng đã thể hiện cái nỗ lực của ngân sách và nỗ lực của ngành thuế đã cố gắng chi những cái hoàn kịp thời để giảm thiểu lại khó khăn về vốn cho doanh nghiệp. Và không chỉ có trong thực tế của năm 2016 mà bây giờ để cái vấn đề hoàn thuế thuận lợi hơn thì Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 99 các cái hướng dẫn về hoàn thuế giá trị tăng, và trong đó có những nội dung rất là mới á, quy định rõ những cái quy trình cụ thể kết nối giữa kho bạc với cơ quan thuế, giữa thuế với hải quan và tất cả các cục thuế với lại là tổng thuế vân. Và đặc biệt trước kia thì doanh nghiệp chỉ biết rằng là theo thông tư cũ ấy, thì cơ quan thuế sẽ ra quyết định hoàn thuế rồi sau đó chuyển lệnh hoàn thuế sang kho bạc nhà nước. Nhưng mà từ khi ra quyết định đến lúc hoàn thuế thì có thể là thời gian nó dài hơn, doanh nghiệp cũng có đôi lúc gặp khó khăn. Nhưng tại thông tư số 99 đã quy định rất rõ là từ khi mà cơ quan thuế chuyển cái lệnh hoàn thuế sang kho bạc thì trong thời hạn 3 ngày làm việc thì kho bạc phải hoàn tiền thuế ngay cho doanh nghiệp. Và những cái nỗ lực đó nó thể hiện cái cố gắng của Bộ Tài chính ngành thuế trong cái vấn đề là mang tiền hoàn thuế đến sớm hơn doanh nghiệp. Và chúng tôi nghĩ rằng là cái 94 hơn gần 95 nghìn tiền hoàn thuế đó và cái thông điệp sau 3 ngày nhận được cái lệnh hoàn thuế thì kho bạc phải hoàn cùng với hoàn thuế điện tử thì nó thể hiện là một cái giải pháp làm thế nào để cái tiền hoàn thuế đến sớm hơn với doanh nghiệp. Và khi tiền hoàn thuế đến sớm hơn thì chứng tỏ là giải quyết các cái nhu cầu về thiếu vốn hoặc là tạo điều kiện cho vốn để tiếp tục sản xuất kinh doanh. Thực ra về chính sách hoàn thuế thì tôi nghĩ là về phía cơ quan thuế cũng đã có những cái nỗ lực để giảm cái thời gian hoàn thuế cho doanh nghiệp. Thế thì ngoài cái vấn đề là cơ quan thuế họ phải giám sát để sao cho đảm bảo là cái việc hoàn thuế là đúng đối tượng hoàn thuế và không có gian lận ở trong đó, thì đòi hỏi cũng là doanh nghiệp cũng phải có những cái tìm tuân thủ pháp luật, tính tuân thủ cao thì mới có thể hoàn được. Để công tác hoàn thuế hiệu quả hơn, Tổng cục Thuế cũng đã xây dựng cơ chế phối hợp với kho bạc nhà nước để thực hiện chi hoàn thuế thông qua hệ thống điện tử. Bên cạnh đó, hiện lãnh đạo Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế rà soát hoàn thiện quy trình hoàn thuế điện tử, xây dựng kế hoạch triển khai đề án hoàn thuế điện tử, phấn đấu đến hết năm 2016, thực hiện hoàn thuế điện tử ở cấp độ 4, đó là tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế và trả kết quả hoàn thuế bằng phương thức điện tử qua mạng, tối thiểu đạt 95%. Chương trình Tài chính thuế xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng.